nhận định Man United với Leicester City 21 giờ ngày 19 tháng 2, sau khi cầm hòa Barcelona tại vòng Playoff Europa League, Man United sẽ trở về ngoại hạng Anh và tiếp đón Leicester trong khuôn khổ vòng 24 vào ngày 19 tháng 2 tới đây. Thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 46 điểm. Trận đấu sắp tới trên sân nhà Old Trafford sẽ là cơ hội tuyệt vời để quỷ đỏ giành trọn 3 điểm và nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Ở chiều ngược lại, Leicester hiện có 24 điểm và kém mang United đúng 10 bậc trên bảng xếp hạng. Chiến thắng 4-1 trước Tottenham cuối tuần trước là bước đà tâm lý rất tốt để bày cáo mơ tới một kết quả bất ngờ, trước khi tiếp tục đụng độ một đội bóng lớn khác là Arsenal ở vòng đấu tiếp theo. Hai đội đã đối đầu nhau tổng cộng 136 trận trên mọi đấu trường. Đội chủ nhà mang United giành chiến thắng 69 trận. Leicester City thắng 36 trận và hai đội hòa nhau 31 trận, tuy nhiên, trong năm lần đối đầu gần nhất, Quỷ Đỏ chỉ thắng được một và để thua tới 3 trận. Trận thắng gần nhất của bầy cáo diễn ra trên sân nhà King Power, nơi họ đánh bại một Man United đang vô cùng bất ổn dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer với tỷ số 4-2. Ở mùa giải này, thầy trò huấn luyện viên Eric Ten Hag đã đánh bại Leicester với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách nhờ bàn thắng duy nhất của Jadon Sancho.